đó nè, không không đánh xe này rồi, đi anh đánh vô vô xe cặp đánh đi. Trường gì? Anh thấy cái đánh nè. Hai sân này đúng không? Đúng rồi. Minh Thư còn anh Phát đánh với chị Hiền với Vũ. Thả thẻ với anh đi. Phát ơi. Ai ra đây? Minh Thư anh Phát. Ai? Đánh với Thảo Việt Anh. Thảo Việt Anh đâu? Minh Thư với anh Phát đâu? Đánh với Thảo Việt Anh. Rồi Minh Anh với Trường đánh với Lanh với Vũ. Lanh ơi. Chứ lâu lâu mình còn lâu. Tạo cái gian. Thôi thua Tạo nè. Anh đại với anh thắng. Cái nghĩa là đó. Đây nè, là ban này nó chọn một người bất địch. Đây là một người bất địch. Bây giờ Đặng Ân đánh với Tạo Giang nè. Đặng Ân Tạo Giang đâu? Sao mới kêu. Ủa mới kêu hai. Ở trên với đó. Hai đội đủ rồi. Hai đội luôn nè, Minh Thư với anh Phát cộng với Việt Thảo Việt Anh đâu? Tại sân số 8 Minh Thư anh Phát nè, Thảo Việt Anh là sân số 8 nè, Minh Anh với Trường đánh với Lanh Vũ là sân số 9. Sân này để đánh chơi. Rồi sân này để đánh chơi chọn xíu đi. Sân này cho mấy bạn. Mấy bạn này đến hết xíu này xong rồi mình đánh tiếp, mình đánh vô cái gì đâu. Rồi sân đầu tiên là đánh mình Minh Thư với anh Phát với Thảo Việt Anh. Minh Thư anh Phát, Thảo Việt Anh đâu? Đấy. Ok ok luôn. Rồi bên kia là Minh Anh với Trường đánh với Lanh với Vũ. Được. Rồi xong chưa, xong chưa? Nhờ mấy bạn không đánh là trọng tài giùm nha. Trọng tài biên nha. Có tờ giấy không? Tờ giấy cho ghi luôn. Ghi gì? Ghi trên tờ giấy luôn. Ghi điểm hả? Ờ, dù cầm được ghi. Có tờ giấy không? Nè, cái giấy nè. Để có cuốn sổ nè. Lấy cái thăm rồi. Nè, có cầm nè. Có cấp cứu gì cái gì đó. Tôi có thể hỏi được nổi.
cái lúc mà mình tay đại đại Thank you.
Rồi, ai thắng? Đặng Ngân, Tẹo Giang. Cái này quýnh vòng tròn đúng không? Đúng rồi, quýnh vòng tròn. Chỉ còn cơ hội Thảo Việt Anh đúng không? Là một điểm nè. Bình thường phải không điểm. Rồi, sau này là Đặng Ngân đánh với Tẹo Giang nha. Đặng Ngân, Tẹo Giang đâu? Đặng Ngân, Tẹo Giang. Tẹo Giang đánh với Đặng Ngân.